xin kính gửi lời chào tới cha Tùng và khán giả của Nhịp Sống Việt Colorado. Lời đầu tiên mình thì xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Hôm nay mình thì xin gửi cho quý vị thêm một món, đó là bánh khoai mì cay nha quý vị. Cái bánh này đó mình thì thật sự ra chưa bao giờ ăn hết, nhưng mà có một dịp một lần qua bên Houston đó, thì em gái mình thì mua bánh này cho mình đi ăn thử. Thật sự đó, khi mà mình đi cắn vào đó thì thấy rất là lạ miệng. Ở bên ngoài cái vỏ bánh khoai mì nó rất là giòn, bên trong thì có đồ mì mà nó có đồ cây cay quý vị, mà cắn vô cái miếng hành nó rất là thơm luôn. Mình thì không biết diễn tả làm sao nữa. Mình thì cũng tập làm nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ làm giống như vậy hết. Hôm nay tình cờ mình thì xuống mẹ đó thì thấy mẹ đang ngồi bào khoai mì. Mẹ mình thì mới nói là mẹ mình thì đang làm cái bánh khoai mì cay này nè. Sau đó mình thì mới nói là mẹ ơi cho con quay phim được không? Mà lúc đó là khoảng 11 giờ tối nha quý vị. Thì mẹ mình thì nói giờ này khuya rồi quay cái gì? Nhưng mà lúc đó thì mình thì thật sự là muốn học hỏi cái bánh này lắm quý vị. Thì mình thì làm chưa có được. Nhưng mà cái tánh mình thì mỗi lần mà mẹ dạy cái gì á, mình thì hay lơ lắm, không có để ý tới mà cũng không có cần quý vị. Sau đó đó thì mình thì suy nghĩ là bên tiểu bang của mình nó chưa có ai bán cái bánh này hết á. Mà mình thì thấy cái cách mẹ làm rất là đơn giản mà nhanh gọn lẹ quý vị, mà ra cái bánh thơm ngon dữ lắm luôn. Thôi sẵn đó thì mình thì nghĩ thôi mình thì cũng cố gắng quay để chia sẻ tới quý vị để làm cái món ngon cho gia đình của mình. Rồi sẵn đó mình thì cũng nên phải biết làm và học hỏi từ mẹ nha quý vị. Mình thì cũng hơi nói khá nhiều rồi, thôi bây giờ mình thì sẽ nói về những thành phần nguyên liệu về bánh khoai mì chiên cay như thế này. Trong dĩa của mình thì có 6 củ khoai mì, nhưng mà mẹ mình thì đã bào 3 củ rồi. Khoai mì này mình mua về đó, mình lột vỏ rồi mình sẽ ngâm nước muối từ 2 cho tới 3 tiếng đồng hồ. Quý vị nào mà không có thời gian thì mình có thể mua khoai mì đông lạnh mình làm cũng được nha. Rồi ở đây mình thì có một bó hành lá, mình bỏ hành lá vô khoai mì cho cái bánh khoai mì có nó tăng cái mùi thơm nữa. Mình thì có khoảng 10 trái ớt. Và đây là bột nghệ. Quý vị thấy là những cái nguyên liệu trên đây rất là đơn giản ha. Mình chỉ cần tốn tiền bằng 5-6 đồng tiền khoai mì thôi là mình có một món rất là ngon cho gia đình của mình dùng nha quý vị. Quý vị đừng quên làm cái món này cho gia đình mình dùng nha. Bây giờ mình đi xin mời quý vị hãy cùng vào bếp để coi mẹ mình đi làm cái bánh khoai mì này đơn giản như thế nào. Sau khi mà quý vị ngâm khoai mì khoảng từ 2 cho tới 3 tiếng rồi đó thì mình sẽ bào khoai mì. Thì mẹ mình đi sẽ dùng cái này để bào củ khoai mì của mình. Quý vị giờ như vậy nhưng mà bào rất là nhanh nha. Trong vòng khoảng 10 phút trở lại là đã xong 6 củ khoai mì rồi. Mẹ mình thì đã bào hết 3 củ rồi. Sau khi mà mình bào khoai mì rồi đó, thì bây giờ mình sẽ qua phần ớt. Thì nói về bánh khoai mì cay là nghĩa là phải ớt nó mới cay nha quý vị. Thì ớt này á, thì nhà quý vị nó ăn cay thì mình cho nhiều một chút ha. Cái đó cũng tùy theo cái độ cay của gia đình quý vị thích như thế nào. Ớt thì mình cũng rửa cho sạch sẽ, thì sau đó thì mình sẽ cắt ra nó nhỏ nhỏ như vậy nè quý vị. Mình sắt xong rồi đó thì mình sẽ bầm là cho ớt cho nó nhuyễn nhuyễn này, để mình lấy cái những cái miếng ớt đó quý vị khi mình trộn khoai ấy, để cho nó có cái màu nó đẹp nha. Còn về phần hành này đó thì mình cũng rửa cho sạch nha quý vị, sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ nhỏ cỡ như vậy nè. Quý vị đừng có cắt bự quá nha, để cho cái bánh của mình nó có cái miếng hành cho nó thơm với lại nó đẹp nữa. 6 củ khoai mì á, thì mình bào ra được khoảng bao nhiêu đây nè. Bây giờ mẹ mình đi sẽ lấy một phần nhỏ nha. Rồi mẹ mình đi bỏ vô một cái miếng vải vậy nè. Rồi bà sẽ vắt cái nước khoai mì này ra. Mà quý vị đừng có dắt cho nó khô nha, cũng còn để cho nó có độ ẩm một chút xíu để mình chiên nó không có bị khô cái bánh. Rồi bắt đầu mình sẽ nêm nếm vô khoai mì. Thì mẹ mình thì sẽ cho nửa muỗng cà phê muối. Muối này màu hồng nha quý vị, nó không có mặn lắm nha. Muối trắng thì quý vị bớt đi chút xíu nha. Rồi mẹ mình thì cho một muỗng canh đường. Thì cái muỗng của mẹ mình thì dùng là cái muỗng nhỏ nha, nhưng mà đo lường là khoảng muỗng canh nha quý vị. Cái nêm nếm này cũng tùy theo khẩu vị gia đình của mình nữa. Rồi mình thì cũng cho tất cả những hành lá mình sắt xong mình sẽ bỏ vô chung nha. Rồi mình đi cũng bỏ tất cả hồi nãy ớt mà mình bầm á, mình bỏ vô chung luôn. Cái ớt này nó không có cay lắm nha quý vị nào mà làm ớt cay thì mình nên bớt ít lại nha. Rồi mình đi cũng cho 1/4 muỗng cà phê bột nghệ vô, để cho cái khoai mì mình nó có một cái màu lên màu vàng vàng, nó nhạt nhạt rất là đẹp nha quý vị. Sau đó mình sẽ trộn đều là cho tất cả cái những cái nguyên liệu mình ướp á quý vị, để cho nó thấm với nha khoai mì ha. Rồi quý vị để cho nó thấm khoảng chừng 5 phút thôi là mình sẽ lấy một miếng khoai mì rồi mình thử coi nó vừa ăn chưa. Nếu như nó có lạc hay này kia đó thì mình nêm nếm thêm một chút xíu nữa nha quý vị.
trong cái lúc mà Mandy ướp cái gia vị cho nó thấm vô khoai mì đó, thì ở đây Mandy cũng cho cái chảo và bỏ hơi cũng hơi khá nhiều dầu ăn, mình để cho dầu nó nóng để mình chiên bánh cho nó giòn và nó ngon hơn. Đây là cái khoai mì mà mẹ Mandy mới vừa trộn xong nè. Quý vị thấy màu sắc vô cùng rất là đẹp ha, có những miếng ớt, miếng hành rồi màu vàng của bột nghệ nó giòn, trông thấy rất là hấp dẫn luôn. Thì mẹ Mandy nói là cái khoai mì này mình trộn rồi đó thì quý vị nên cho một chút xíu độ ẩm ha, còn nếu như mà nó còn khô quá thì mình cho một chút nước vô, sau đó thì mình nên nắng một chút chút cỡ như vậy quý vị, để mình chiên bánh nha. Cái đó là tùy theo sở thích của gia đình của mình, thích kiểu nào thì mình nắng kiểu đó. Nhà Mandy thì làm kiểu này đó, nó mới giống cái bánh hơn. Chảo dầu bây giờ hoàn toàn đã sôi rồi thì mình sẽ cho cái khoai mì mà mình vừa dắt xong á, mình sẽ bỏ mình chiên. Mình bỏ bánh khoai mì vô mình chiên á thì quý vị cũng bỏ một phần nào thôi nha, mình bỏ nhiều quá làm cái bánh mình nó sẽ không còn độ giòn dai nữa. Hồi nãy mình đi quên nói với vị là mình chiên với cái lửa hơn medium một chút nha. Mình đừng chiên lửa nhỏ quá để làm cái bánh cũng không giòn. Rồi sau đó khi mà cái khoai mì của mình nó có độ vàng vàng như vừa đó, mình cũng chở đi trở lại để cho cái bánh của mình nó có độ vàng đều trên cái bánh của mình. Bây giờ hoàn toàn bánh mình đã vàng rồi nè. Rồi sau đó thì mình đi sẽ bỏ vô cái gỗ ha. Chúng ta lót một mớ cái giấy để cho nó thấm dầu nha quý vị. Đây là cái rổ bánh mà mẹ Mandy mới vừa chiên xong nè quý vị, thấy màu sắc vô cùng rất là đẹp và hấp dẫn ha, vàng ươm rất là đẹp luôn. Nhưng mà bánh sau khi mà mình chiên xong đó thì mình hãy để cho nó nguội chút xíu nha quý vị rồi mình ăn nha. Thì cái bánh nó mới vừa giòn, bên trong nó mềm mềm, thơm mùi hành lá và nghệ nha quý vị, và cái cây nhẹ nhẹ của ớt quý vị, rất là bánh rất là đặc biệt, rất là ngon lắm luôn á quý vị, mà không làm mà tiếc lắm luôn á. Hôm nào có tiệc quý vị làm cái món này để đãi cho bạn bè và gia đình mình dùng thử nha. Mandy chắc chắn quý vị rất là ngon nha. Thôi thì bây giờ Mandy cũng vừa chia sẻ xong món bánh khoai mì nướng rồi. Mandy cũng mong chúc quý vị để làm cái món này ra thành công ha. Bây giờ Mandy cũng xin tạm dừng video ở đây. Mandy xin kính chúc quý vị được tràn đầy sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mandy xin hẹn lại những video kế tiếp và xin kính chào. Bye bye quý vị nha.